sao vậy? Thấy chưa? Nghỉ bơi luôn rồi. Hai đội tấp vô lại là bỏ cuộc rồi đó hả? Bên kia được. Phải đội con mày ơi. Phải đâu. Có bài gì vậy? Khán làm dữ luôn trời. Đợi lại nhúc nhìn đèn. Xong rồi ha. Khán làm dữ luôn. Rồi rồi, đợi anh chút đi. Đạo ơi, phải thử cơm đâu. Nhìn đang cống nè. Chết rồi qua luôn. Đi luôn. Bên hồi lại trên dạng. Đúng rồi, đúng rồi. Còn lọt vô vòng bán nữa, còn lọt nữa. 12 giờ đội mới chặn này. 12 đội. 12 đội lận á. 12 đội nữ, 8 đội nữa. Đội này đội nào lên? Sao cái chôm là có đồ, cái chôm có đồ. Đội này đội nào ha? Đội này giống Thái gì á? Hả? Đội ăn. Mấy em áo trắng đó, áo trắng đó nó biết Nam Thái là của sư trụ trì này nè, sư biết mà. Phải Nam Thái đâu. Có sắc sơn quá. Sơn Kiên. Dạ dạ nó ngoài. Sơn Kiên, Sơn Bình, Sơn Kiên. Ủa ơi Sơn Bình. Sơn Bình, Sơn Bình, Sơn Bình, Sơn Bình. Bốn nữ rồi mọi người. Hết nhỏ đây rồi. Bốn loại nữ à. Rồi thôi. Năm. Còn thanh trắng. Bên có giả nữa nè cho nó thấy biết nhiêu mét lận hả? 700 mét hả? Cây số biết dở đông mà đó dở không đông nó cũng ra là chậm là sưng nha. Sư dẫn đoàn đi đua hay gì sư? À đúng rồi. Nam Thái. Đâu sư? Nam Thái, Nam Thái. Nam Thái hả? Nam Thái. Sáng giờ có ăn được chặng nào chưa? Ba chặng vậy. Ba chặng ăn ba chặng luôn. Chúc sư vô địch ha. À. Mấy làm được ban về cho nó lên sóng kìa. Đi nó còn sống. Đây bắt gắn kêu nè. Bắt gắn hả? Đây thanh máu nè. Đi mới về luôn rồi trời. Xịt luôn bắt gắn. Chắc là nó ban tí rồi. Giúp lại ba nè. Ô quái. Đuôi cái gì hả? Ngay phao đỏ đó hả? Tút chân phao đỏ đó hả? Tại sao dữ vậy? Sao? Đua mấy chặng rồi đó. Rồi bên kia bên là lạc cái lái à. Thank you.
xong rồi chứ vỏ kè lên trên đầu, đang đua tiếp chẳng sao. Phao này